Xin chào tất cả các bác nhé. Thì hôm nay em lại về, em lại có một em Tiger gốm các bác này, màu đen nhá. Hình thức bên ngoài các bác nhìn này, con này viền thì mạ chrome này, viền mạ chrome nhá, cái viền chrome nó vẫn còn sáng nguyên các bác nhá. Đấy, đời 2014 này. Trong sông gốm này á, sông gốm này nấu cơm thì không phải nghĩ các bác nhá, mình nấu cơm cháy hay là sao nó ok hết nhá. Đấy, rất đẹp nhá, con này nhìn màu đen rất đẹp này. Đấy, bác nhìn hốc, những cái hốc của nó này. Để em mở cho các bác xem. Rất là ok nhá. Đấy. Đấy. Cực kỳ đẹp các bác nhé. Đây. Đấy, bên trong các bác nhìn bên trong nhá. Đấy, nút bấm này. Đấy, các bác nhìn cái gioăng này. Nhá, con này gioăng còn gioăng màu quả lứt nhá. Thế nhưng mà cực kỳ là dày nhá. Để các bác nhìn này. Đấy, cực kỳ là dày nhá. Rất là đẹp. Đấy. Con này này áp suất này. Áp suất bi nhá, áp suất con này áp suất 2 bi, các bác nhìn 2 bi luôn nhá. Đấy, em đã test nước cơm, nước đàng hoàng rồi. Đấy, rất ok nhá. Màu này này. Đó. Đây các bác nhìn gioăng này. Đây những hốc hơi nhá, hốc cơm này rất ok này. Con này thì hôm nay nấu cơm rất là ngon. Quên lúc nãy không có quay clip nấu cơm. Đấy, cái xoang các bác nhìn cái xoang nhá. Xong gốm này, xong sần nhá, xong vip đấy các bác nhá. Còn đẹp nguyên luôn này. Đấy. Không vấn đề gì cả này các bác nhỉ. Đấy. Tay cầm chống nóng này. Cầm cái xoang rất thích nhá. Các bác nhỉ, xoang cái độ dày nữa này. Đấy. Đấy, em cắm điện cho các bác xem nhá. Úi giời, cái xoang cầm rất thích luôn. Đấy các bác này. Các chế độ nấu các bác nhất đầu tiên này. Chế độ tiên là chế độ tiết kiệm điện các bác nhé. Chế độ tiết kiệm điện này. Chế độ thứ hai là chế độ gạo trắng nhé. Các bác để đấy, gạo trắng này. Thứ đấy, thứ ba là nấu cực ngon nhé, nấu nhanh này. Nấu đây là nấu chế độ là nấu cháo các bác nhé. Ở đâu chế độ nấu xôi nhé, đây nấu cháo này. Gạo hỗn tạp này. Gạo lứt này. Đấy. Gạo lứt đấy, đây cũng là gạo lứt đấy, chế độ gạo lứt này. Con này có cả chế độ dọn nồi các bác nhé. Đây. Là chế độ dọn nồi là như nào là các bác đổ một ít nước vào đây nhé, cho một chút nước vào đây này. Bác nào mà kỹ hơn thì bác có thể cho thêm một tí xả nhé, hay quả chanh nhé, cho vào đây. Không các bác bấm chế độ dọn nồi này thì luôn nó sẽ xông lên làm cái nồi này hết cái mùi hôi của nồi nhá. Thế nhưng mà nó không thể làm hết. Ví dụ nhá, ví dụ đây là một cái vết cơm nó dính vào đây nhá, thì nó có thể nó khô vào đây thì nó không thể nào mà ra được. Đấy, không thể nào mà khô nó không thể ra được ấy. Thì các bác phải lấy lúc đấy bác bấm dọn nồi xong các bác bắt buộc phải lấy tay các bác rửa nhá, còn để cho nó hết mùi thôi. Đấy, nấu này tất cả ok các bác nhá. Đấy, quạt hơi đang hút này, rất đẹp luôn này. Đây em hướng dẫn các bác chế độ nấu cơm cháy cái này luôn nhá. Các bác chọn menu này, chọn chế độ cơm trắng, ấn nút thêm đây nhá, nút cơm cháy này. Con này nút cơm cháy riêng các bác nhá, dòng này dòng VIP đấy. Nấu thế, dòng này chuyên cơm cháy nhé. Các bác kho cá con này cũng cực kỳ ngon luôn. Cái dòng này chuyên cơm cháy và kho cá rất là ngon nhé. Đấy, con này nó bấm thêm một lần nữa là nó sẽ thể hiện gạo không vo nhé. Nhưng các bác chúng ta thứ nhất là chúng ta không nên bấm cái đấy nhé. Đấy, thì con này nhá, con này em bán với giá là 2,7 triệu các bác nhé. Đấy, các bác chuyển khoản thì em bao ship nhé. Các bác xuất hàng thì vui lòng liên hệ số điện thoại là 0983 39755 nhé, hoặc 0823 893 222 nhé. Cảm ơn các bác đã xem clip của em. Hẹn các bác ở clip tiếp theo ạ.